theo câu hát quê hương lắng sâu và giá cố thủy chung vẹn đình. Ai là âm trầm câu duyên sân cầm, xin chàng đừng làm lỡ phai. Thế gian dù sao trời đất đổi, những bài ca chung thủy năm xưa còn đây. Giọng vang trên khắp quê hương thắm xanh màu hơi bay trên biển rừng. Thế nghĩa tình ta luôn giữ gìn, muôn đời sáng ngời tình người Bạc Liêu. Chuông vang giọng cô bài ca được truyền lưu trên khắp ba miền, nay đã trở thành di sản quê hương. Họ sự sáng sẽ công thân thiện, làm nên giai điệu ngọt ngào phương. Bài ca giọng cổ như thuở cha ông, tâm tình gửi trong từng câu khúc ca xưa, lời nhắn nhủ sắc son vẹn niềm. Về Bạc Liêu hát lời yêu thương, khúc dân ca mang tình quê, theo tiếng đàn chúng ta cất giọng. Sở Bạc Liêu dương dân khách đa tình. Bao nhiêu người mộ điệu đem lòng say giọng cổ xưa nay, kể bao thế hệ kế thừa cải lương, biết bao nhiêu người nghệ sĩ vẫn ngày đêm cất tiếng hát vang, khúc dân ca bài giọng cổ lưu truyền cho Thank you.
sáu câu giọng cổ quê mình bao đời người vẫn trọn tình đắm say. Bạc Liêu xứ sở nhân bài, về nghe giọng cổ nhớ bài hoài. Cánh chim tung bay đi khắp nơi xa vời, mang tiếng ca dân đời thân tòng ta phải dương thơ. Rủi rồng nắng mưa phong trần ngày từng ngày vẫn buông lời ca. Nào có quên Bạc Liêu, hôm nay chúng ta trở về cùng hòa đàn hát ca nơi Bạc tình yêu giống cô. Bao người con Bạc Liêu đã trở thành nghệ sĩ mang tiếng hát lời ca tô điểm cho đời. Đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần 236 với chủ đề Hương sắc Bạc Liêu.
Chương trình đang được diễn ra tại quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, truyền tiếp trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Sài Gòn Công Thương Ngân hàng. Kính thưa quý vị, những giai điệu trầm bổng ngân nga một lần nữa đã được các nghệ sĩ của chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc hân hoan cất lên trên quê hương của bài ca giọng cổ. Và chắc hẳn rằng trên những cánh đồng bụi trắng chen lẫn vào hương rừng, hương nhãn, chúng ta vẫn nghe đông đưa những cung bậc thiết tha của bài ca già cổ. Và đâu đó trên những cánh đồng quê yên ả thì chúng ta vẫn nhìn thấy ánh mắt của bác Sáu Lầu vẫn ấm áp, vui tươi. Và ngày hôm nay, lời ca ấy, giai điệu ấy chắc hẳn sẽ thiết tha và sâu lắng hơn nữa, bởi người ta cảm nhận rằng lần trở lại luôn bùi ngùi hơn cả lúc chia xa. Đúng là như vậy ạ. Và bản thân Nguyên Bảo, Quỳnh Giao cùng với các anh chị em nghệ sĩ cũng như là ban tổ chức chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc HTV cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc, bởi vì một lần nữa chúng tôi lại được tái ngộ với khán giả quê hương Bạc Liêu, quê hương của bài ca giọng cổ yêu thương của tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Cùng các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, phóng viên các cơ quan báo chí và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Về phía nhà tài trợ Sài Gòn Công Thương Ngân hàng, chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Thanh Giang, Tổng Giám đốc Sài Gòn Bank. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc Sài Gòn Bank, chi nhánh Bạc Liêu. Đại diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đông đảo tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp tại quảng trường Hùng Vương cũng như là đang theo dõi trên sóng truyền hình trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trở lại Bạc Liêu hôm nay, ắt hẳn chúng ta đều ngỡ ngàng và thú vị bởi sự phát triển mạnh mẽ của một vùng đất phương Nam trù phú, và đâu đó thì vẫn còn phảng phất sự chân chất ân tình trong từng giọng nói tác phong của con người Bạc Liêu. Đúng là như vậy, và đâu đó thì vẫn toát lên vẻ phong lưu tao nhã của một Bạc Liêu hoài cổ. Vậy mà trên từng con đường, từng góc phố, chúng ta lại nhìn thấy sự khao khát vươn mình. Trên những cánh đồng bát ngát mênh mông, một màu xanh xôn xao gọi nắng. Và trên những dòng kênh rạch yên bình, tiếng hát, câu hò thôi thúc rộn ràng những tình yêu ngày mới. Thank you.
thủy chung ân tình. Ngày xưa một thời khói lửa sáng chói hương trong biển hồ. Oh,
mình chuyển bước cho thoáng và chờ mong thêm cao rộng nhưng công trình. Soi sáng trên sông rượu nâng ly thâu ánh trăng gần đàn giang ngân người lần lần gió sông tràn dần. Miền Nam đồng lúa ngút ngàn thuở cha ông đi phá mở ruộng đồng tiếng khơ vang nơi cuối bãi đầu sông cửu long dòng thiên trong thiên muôn quân đặt kinh thông tôm cá lội ngược xuôi phù sa nuôi cây lúa nặng tình vui. Miền Nam ơi thô phố ven sông tàu ghé luôn chen chúc bên dòng ngựa xe qua cầu mới có yêu nhau không còn lỡ chuyện pha còn nghe chầm chầm tay bơi mái dầm quấy nước ven bờ kinh trên miền quê nhỏ nhỏ anh thấy chăng anh hàng dừa trên bờ xóa tóc soi bóng giữa buổi chiều buồn nhớ dáng của người xưa từng mong hình anh người trở lại trên bến nước quê nhà. Chiếc cầu giáng trên kênh bên ngọn trúc La Đà cánh đồng mênh mông như thảm lúa chín vàng ngóng ngà chiều của những cánh cò về thông thả giữa trời xanh tiếng kẻ vui đùa của tuổi thơ ngày ấy kỷ niệm quê mình nhớ lắm anh ơi quê hương Thanh Bình như một bức tranh hoài tỏa làm chiều nhà ai quê sau những buổi tan trường chùm mỗi
chính hương thơm theo em vào giấc ngủ. Giấc mơ đầu đời em đã từng ấp ủ những ngày xưa. Dòng kinh ninh mái tóc dài hàng dừa quê mẹ, làm nỗi nhớ cứ chập trùng khi mỗi lúc xa quê. Bên dòng kính lối về bên hàng trẻ và con chim nhỏ, từng giọng nói môi cười thành kỷ niệm chẳng thể nào quên. Lòng thương tưởng nhớ tiền nhân, đời sau vẫn hằng in son sắc tình chung năm tháng không nhòa. Có được non nước hôm nay em ơi, đâu thể nào quên từng bước chân cha ông ngàn năm đi mở coi, để có hình ảnh trên trang sách học trò nay. Là cánh đồng xa, là cánh cò bay, là dòng nước mang phù sa bồi lắng bên sông này. Cho cuộc sống ấm no, cánh diều di du trên bầu trời chiều yên ả, bàn chân nghiêng ngả trên bờ đê gió lòng mồi hoàng hôn. Cảnh sắc này hương quê nuôi chúng mình khôn lớn, miền Nam yêu thương nơi mình bên nhau cây cái ngọt lành. Miền Nam nắng đẹp mây lành, cùng hương sắc ấy bước cảnh quê mình trăm năm tròn vẹn nghĩa tình, lòng anh giữ mãi bóng hình quê hương. Rừng bao la đêm đêm qua rung trắng hiên nhà, từng đêm trăng soi sáng trên sông, chiều lên ly thâu ánh trăng gần, đàn giang ngân người lần lần gió sông tràn dâng. Miền Nam, miền Nam đồng lúa ngút đồng ngàn, thuở cha ông đi phá mở ruộng đồng, tiếng thơ vang nơi cuối bãi đầu sông. Cửu Long rồng thiên rồng thiên quanh, rành kinh thông tôm cá lội đầy sông, phù sa nuôi cây lúa nặng tình vui. Miền Nam ơi thương phố ven sông, tàu ghé luôn chen chúc bên dòng, ngựa xe qua cầu mới có, yêu nhau không còn lỡ chuyện xa. Còn nghe trên cô lý giao duyên, để con trai con gái như là lạc lòng quân vào cơ giao con rồng tiên, để con trai con gái như là lạc lòng quân vào cơ giao con rồng cảm ơn các nghệ sĩ.
Kính thưa quý vị, để góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật biểu diễn bài ca dòng cổ nói riêng và nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương nói chung, từ năm 2006 thì Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi tuyển chọn giọng ca chuông vàng vọng cổ. Chuông vàng vọng cổ đã thật sự trở thành một thương hiệu uy tín của HTV trong nhiều năm qua, góp phần bổ sung một lực lượng nghệ sĩ kế thừa cho sân khấu cải lương. Và trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc tối ngày hôm nay, chúng ta đã và sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều tiết mục đến từ những giọng ca đó. Và những người nghệ sĩ này thì họ đã trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng vọng cổ. Và thưa quý vị, đã trải qua 17 lần tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm 2023, tự tin, nhiệt huyết để bước vào lần tuyển chọn lần thứ 18 với một hy vọng sẽ tìm ra được một thí sinh xứng đáng nhất để trao danh hiệu cao quý chuông vàng vọng cổ 2023. Và hiện nay thì cuộc thi chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 năm 2023 đã bước vào những tuần cuối cùng nhận bài thi cho vòng thử giọng. Các thí sinh đam mê vọng cổ, tuổi từ 16 đến 35 tuổi trên toàn quốc có thể đăng ký tham gia cuộc thi với cách thức như sau. Bằng cách là chúng ta sẽ quay một đoạn video clip về giọng ca của mình bằng hai câu vọng cổ với nhạc nền hoặc là có nhạc sĩ đệm đàn đều được. Sau đó thì chúng ta sẽ gửi video clip về cho ban tổ chức qua Zalo theo số điện thoại 0967299808 hoặc địa chỉ email cailuonghtv@gmail.com. Kính thưa quý vị, qua 17 năm, chuông vàng vọng cổ có được ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp rất to lớn của quý vị khán giả, của rất nhiều người và đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn nhất vẫn nhận được sự đồng hành chung thủy của Sài Gòn Công Thương Ngân hàng. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị cùng xem clip phỏng vấn nhà tài trợ chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, và tiếp tục đồng hành cùng với cuộc thi chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 trong năm 2023 vẫn là nhà tài trợ Sài Gòn Bank. Và đứng bên cạnh Huy Bảo ngay lúc này đây là anh Trần Thanh Giang, tổng giám đốc của Sài Gòn Bank. Xin chào MC Nguyên Bảo, xin chào quý khán giả thân thương. Thưa anh, sự gắn bó và đồng hành cùng với cuộc thi chuông vàng vọng cổ có ý nghĩa như thế nào đối với Sài Gòn Bank ạ? Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Sài Gòn Bank xin được gửi lời cảm ơn đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với địa phương Bạc Liêu tổ chức chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc hôm nay tại Bạc Liêu, nơi được xem là quê hương của bài ca vọng cổ. Hôm nay chương trình đặc biệt có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ được trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng vọng cổ. Sài Gòn Bank chúng tôi liên tục trong 17 năm qua là nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi chuông vàng vọng cổ và cũng thường xuyên tài trợ cho cái chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc như hôm nay. Chúng tôi đồng hành cùng cuộc thi chuông vàng vọng cổ và đồng hành cùng chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc không phải vì hiệu quả thương mại, quảng bá thương hiệu, mà vì chúng tôi xem đây là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử sân khấu cải lương, qua đó góp phần phụng sự cho sự phát triển văn hóa xã hội Việt Nam. Đối với Sài Gòn Bank thì sẽ mong chờ điều gì nhất ở cuộc thi chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 trong năm 2023 lần này thưa anh? Thì như MC Nguyên Bảo biết đó, cuộc thi chuông vàng vọng cổ từ lâu đã là một sân chơi nghệ thuật có chất lượng chuyên môn cao, thu hút được sự quan tâm của khán giả trên khắp mọi miền đất nước với sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Những năm qua, cuộc thi được tổ chức rất là thành công. Sài Gòn Bank hy vọng rằng trong năm nay, ban tổ chức tiếp tục sẽ có thêm nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, đa dạng hóa cấu trúc chương trình, kiến tạo thêm các yếu tố hấp dẫn, độc đáo, mới lạ để thu hút ngày càng nhiều thí sinh tham gia và thu hút khán giả mộ điệu trên khắp mọi miền đất nước. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả mộ điệu khắp nơi đã luôn yêu mến và ủng hộ cuộc thi chuông vàng vọng cổ trong những năm qua. Rất mong quý khán giả thân thương sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc thi, ủng hộ thí sinh tham gia cuộc thi và lan tỏa lòng mến mộ nghệ thuật đờn ca tài tử sân khấu cải lương đến tất cả những người xung quanh. Qua đây thì tôi rất mong các bạn trẻ yêu mến nghệ thuật đờn ca tài tử sân khấu cải lương mạnh mẽ tham gia vào cuộc thi. Thông qua cuộc thi, các bạn sẽ từng bước được trưởng thành và trở thành một lực lượng nghệ sĩ kế thừa cho sân khấu cải lương.
và rất hy vọng các bạn sẽ thành danh như các nghệ sĩ đã trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ trong thời gian qua. Một lần nữa thì Quý Bảo cũng xin thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Thạch Giang, tổng giám đốc của Sài Gòn Băng. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như những đóng góp đồng hành đầy quý báu của Sài Gòn Công Thương Ngân hàng cùng với chương vào vòng cổ trong suốt những năm vừa qua. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin nói lời cảm ơn những tấm lòng tri âm đồng điệu của quý vị khán giả đã luôn tin tưởng, dõi theo, chờ đợi và cổ vũ chương vào vòng cổ trong suốt 17 năm qua. Chúng ta hãy cùng chúc cho chương vòng vòng cổ bước vào tuổi 18 thật xinh tươi, nồng nàn và bay bổng. Cùng chúc cho chương vòng vòng cổ năm 2023 sẽ có thật nhiều giọng ca vàng để xứng đáng và đền đáp với sự kỳ vọng mong mỏi của khán giả thân yêu. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Thanh Giang, tổng giám đốc của Sài Gòn Băng, đại diện cho nhà tài trợ, cùng với ông Thái Thành Trung, phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu để nhận quà lưu niệm của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thay cho lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ lên sân khấu để trao quà lưu niệm cho các đơn vị. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Sài Gòn Bank hơn 35 năm đồng hành và phát triển. Trời đất ơi, chết tôi rồi trời ơi. Ê, hả? Trời ơi, nay lạ vậy trời. Gì vậy? Sao hôm nay làm sớm vậy? Trời ơi, em đang có công chuyện gấp lắm. Đây nói nghe, Điều gì? Anh ơi, em nói nghe nè. Ừ. Bữa nay á, anh giúp giùm em một chuyện nha. Em tới sớm em giải quyết xong giấy tờ của em, em giao lại cho anh trực giùm em được không? Em có chuyện gấp lắm. Hôm nay em phải gặp một người á, có gọi là tầm quan trọng ảnh hưởng hạnh phúc cả đời em luôn á. Hạnh phúc cả đời luôn? Dạ. Trời ơi, vậy hả? Là quan trọng lắm phải không? Quan trọng lắm. Ôi. Được rồi, để chiều nay anh giúp em. Ôi, em run quá. Gì em? Chết em rồi thôi. Gì em? Thôi. Bình tĩnh, làm gì rối quá vậy? Em bị mất bình tĩnh rồi. Em mất bị bình tĩnh. Rối ren. Rối ren. Đúng rồi. Anh có một cách làm cho em bớt bình tĩnh. Bớt rối ren và bình tĩnh. Bình tĩnh hả? Ừ, bình tĩnh. Cách nào? Âm nhạc. Ủa gì vậy? Đang nhảy mà. Ủa, 1, 2 sao có thành? Ủa, cái gì vậy? Nhảy tung cho nó vui. Ai vậy? Không biết ai nhưng mà anh khoái rồi đó. Sao vậy?
Thấy bác lớn tuổi vậy mà còn nhảy nhảy là khoái rồi đó. Khoái rồi phải không? Ơi bác, trời ơi sao bác nhảy dữ vậy? Tại tôi thấy cô với chú đây nhảy cái tôi hứng quá cái hứng tôi nhảy không? Theo. Trời ơi bởi vì con mà con nghe nhạc lên là con cũng như hứng tưng 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 lên liền chú. Vậy là giống tôi đó. Vậy hả trời. Tôi mà có mà nhạc rồi này kia nọ ha, kèn trống rồi là cái tự nhiên cái tay chân tôi nó ngứa ngáy hết trời. Y vậy luôn. Đến đây chạy nha. Bây giờ anh vô anh giải quyết công chuyện. Đúng rồi. Xong rồi chiều nay anh thế cho em. Anh trực giùm em nha. Ok. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trời ơi, tôi mừng quá. Giúp em nha. Anh giúp em. Ôi thu nha. Rồi hả, ráng giúp em nha. Ủa khoan. Ủa, chỗ này là chỗ làm việc của con mà. À đúng rồi. Chú là ai đây? Vô đây có chuyện gì? Tôi xin tự giới thiệu với tôi cô. Tôi họ Khoái, tên Cổ, lớp chị Giọng. Ở trong chòm xóm với chú bác mấy đứa nhỏ nó hay gọi tôi là chú Khoái Giọng Cổ. Trời ơi, cái tên nghe hay nha. Trời ơi, cái tên ta tía với má tôi chọn là hết ý. Tên nghe thú vị á, nhưng mà vô đây làm chi? À tôi không nói dấu gì cô, tôi dạ. Ở xã Vĩnh Lộc quá cô. Dạ, rồi quyện gì? Quyện gì? Quyện Hồng Dân Kịch Nói. Cái gì? Cái quyện gì ngộ vậy? Ê, không có kịch nói quyện Hồng Dân không à. Tại tôi thích cái cô Hồng Dân đó, cái nó bị. Chú đừng có nói, chú bình tĩnh. Bây giờ chú đây vô đây có chuyện gì? Dạ tôi không nói giấu gì cô, hôm nay tôi đến đây không á. Không dạ. Chú ơi. Ê, sao? Bây giờ có chuyện gì á thì con cũng mời chú ra ngoài nha. Ở ngoài kia nó có cái cửa, chừng nào mà con mở cửa chú mới được vô đây tới giờ làm việc, hiểu không? Đi ra ngoài, chừng nào con mở cửa mới được vô nha. Trời đất ơi, cái gì nữa vậy? Sao cô cứ thủ vậy? Mới đuổi đi ra rồi sao đi vô nữa vậy? Trời ơi, cô mới nói nè, đi ra ngoài thấy cửa mở vô thì đó, cửa đâu có đóng đâu cho nên tôi vô nè cô. Trời ơi, hồi nãy á chú đi vô thì con đi vô trước, con phải mở cái cửa chứ không lẽ con đu từ trên nóc con đu xuống. Mở cái cửa là cái chuyện của con tới sớm, nhưng mà chưa tới giờ làm việc, chừng nào tới giờ làm việc con mới giải quyết cho chú được, hiểu không? Nhưng mà con là cô thương tình, cô giúp giùm tôi đường xá xa không xuống. Có được, không có giúp được, hiểu không? Đi ra đi, chừng nào tới giờ mới làm được. Cô à, hôm nay tôi đến đây thật sự đó, cô giúp giùm tôi đi, cô làm cho tôi cái ký. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái ông kia làm việc đi, đừng có phá nữa, trời ơi. Không có. Đúng không? Bây giờ tôi muốn làm cái công chứng để mà cho vợ. Chuyện gì? Cô ơi cô, vì tôi có việc cần nên vô đây xin giải quyết đơn này. Do gấp quá tôi đây đến sớm, có gì lỗi mong cô thông cảm. Đường xa đến xin giúp cho tôi, về kịp giờ diễn kiến một dâu hiền mới gặp lần đầu. Chú nói sao? Chú có công chuyện, chú đi gặp dâu mới thì con cũng có công chuyện. Hôm nay con cũng có cuộc hẹn quan trọng, bây giờ con phải tới sớm con giải quyết công chuyện của con, xong rồi con phải đi gặp người ta nữa. Ông xã con tới mà con chưa làm xong là ổng la con chết, hiểu không? Bây giờ con nghe tôi nói nè, bây giờ cô làm ơn cô ký giùm tôi cái công chứng này là bởi vì là tôi muốn để cái vợ chồng tôi muốn để lại cái gia tài cho con tôi đó cô. Vợ chồng chú? À. Rồi chú đây vợ chú đâu? Vợ tôi chết rồi cô. Ủa chết rồi sao công chứng được? Chứ bây giờ này, nhưng mà cô giúp giùm để cô thương tôi cô. Dạ. Không có được, con nói là không có được mà. Cái chuyện này nó ảnh hưởng hạnh phúc cả đời của con mà chú giỡn hoài à. Đừng có đứng ở đây chàng ràng để con giải quyết chuyện của con. Trời đất ơi, cô ơi hèn gì. Cái chuyện này là nó hạnh phúc đến cả đời cô hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, không nói dấu gì cô, hèn gì. Hồi nãy tôi thấy cô đứng cô nhảy đó nha, mà cái mặt của cô nó tỏa nắng, nó có một cái gì đó là gọi là hạnh phúc lắm. Tôi biết mà, hôm nay cô hạnh phúc lắm phải không? Hồi nãy chú thấy con hả? Tôi thấy là tôi thấy cái mặt của cô sáng như trăng rằm vậy đó. Chú thấy cái mặt con tươi lắm hả? Tươi lắm. Đẹp lắm hả? Dễ thương. Vậy chú đây con làm cho. Con làm cái vụ chú trước luôn. Trời chưa tới giờ nhưng mà chú nói chuyện có duyên quá. Lớn tuổi nói chuyện có duyên quá, làm cho chú đó, trước luôn. Đó cũng vì cái chỗ có duyên đó mà. Bà xã tôi bảo bà cưới tôi đó, bà khen tôi có duyên bà cưới tôi liền vậy đó. Rồi, đưa giấy tờ đây con coi. Căn cước công dân. Đây có căn cước công dân. Rồi căn cước. Đây con, đây dạ. Rồi.
Rồi có căn cước rồi nè, hộ khẩu đi, hộ khẩu đi. Dạ hộ khẩu bỏ rồi. Bỏ đâu lụm lại đi. Không phải, nhà nước bỏ rồi. Cái gì? Dạ. Chú ơi, nhà nước bỏ là cái chuyện nhà nước bỏ. Nhưng mà bây giờ nè, con chỉ chú nha. Chú cầm cái giấy tờ của chú, chú về lại địa phương nơi chú cư trú, xin xác nhận vô đây, xong rồi tới đây con giải quyết cho chú. Hiểu không? Thưa cô, giờ không nói dấu gì cô, những cái gì mà cô yêu cầu đó cô đó. Dạ là đây, nó nằm gói gọn ở trong đây, đây có ô vuông này nè, đây, nó nằm trong cái ô vuông đó đó cô. Chú nói cái con chip á hả? Đúng rồi. Cái này á là của nhà nước quy định. Nhưng dạ, mà đây là văn phòng công chứng tư. Chú hiểu không? Ở đây tụi con làm là tư nhân, cho nên bây giờ chú phải đi xin xác nhận của địa phương, xong rồi quay lại đây con mới lại giải quyết được cho chú, hiểu không? Cô thương, không có được mà, con đã nói không có được. Đường xá xa xôi quá, không có đường xá gì hết á. Giờ tôi thôi, bây giờ mày cho má rồi. Trời đất ơi, hồi nãy tới giờ con nhìn quá mà con hiền quá trời quá lắm à. Hồi nãy giờ con rất là ôn tồn, con nhẹ nhàng, con dịu dàng, con tiếp chú mà rồi. Sao chú đối xử với con như vậy? Trời đất ơi, 30 phút nãy giờ con vô đây con chưa ký được một cái giấy nào hết trơn. Chú đứng đây chú lèm bèm, con hướng dẫn chú đi về địa phương xác nhận giùm con, rồi tới đây con giải quyết cho chú mà chú cũng không chịu nữa. Quá mệt mỏi rồi, bây giờ đi về đi, mệt quá. Cô ơi, cô, tôi năn nỉ cô có thể giúp giùm cho tôi đường xá xa xôi quá tội nghiệp tôi cô. Nga ơi, có em. Ủa? Trời ơi! Ba! Con Ủa? Tâm! Ba! Nói nghe nè! Trời đất ơi! Ba tranh thủ đến đây sớm. Rồi cái ba mới đi hỏi thăm người ta. Cái chỗ phòng công chứng ở đâu người ta chỉ ở đây nè. Trời đất ơi! Con nói là con làm đây ra hả? Bến xe con đón ba. Ừ. Sao ba không chờ con mà ba đến đây? Làm con hỏi ở bến xe đó. Con tả cái hình dáng của ba. Có một cái bộ râu ở đây nè. Con nói là có gặp cái ông già vậy không? Ừ. Người ta nói không có gặp. Ủa con tả con một cái người mà có cái chùm ở dưới cái càm. Dạ. Một cái con tả người ta hiểu lầm, người ta tưởng đâu con tìm con dê đó. Dạ. Ừ. Cho nên là người ta đâu có nhận diện được. Ở đó bởi vậy. Cái con sốt ruột quá cái con lấy cái điện thoại ra con điện cho ba. Điện cho ba. À, điện thoại không có được. Điện thoại ba bị gì vậy? Hết pin. Trời ơi có cái điện thoại à. Ổ chị đó cái điện thoại nó giống ba. Hết pin rồi. Nè nè. Ba, ba biết văn phòng của con làm việc rồi đúng không? À, bây giờ ba ngồi ở đây nha. Để con nói nhân viên lấy nước mời ba uống nha. Sao tình ba ngồi đây nha. Tình gờ không ngờ con làm ở đây. Nga ơi. À. Dạ. Ủa, em vào trong á. Anh Tâm. Hả? Anh mới tới hả? Ủa, anh nói anh đi rước ba rồi, anh ở đây ba đâu? Ba ngồi kìa. Ủa ba ngồi hả? Hả? Em qua em chào ba một tiếng nha. Qua chào ba một tiếng. Dạ, em đợi ba sáng giờ luôn á. Cái gì vậy? Nói nghe nè. Cái gì? Mình đẹp trai thôi, mình đừng có giỡn nhây, hiểu không? Sao vậy? Mình đẹp trai lắm rồi, mình đừng có giỡn nhây. Đâu phải ba đâu. Ba đó, trời đất ơi. Hai cha con cái mặt y hệt như hai giọt nước mà em nhìn không ra. Đâu có đâu, em thấy ba có cái chùm mà anh đâu có cái chùm đâu. Anh cạo rồi. Trời ơi, tự nhiên cạo chứ vậy rồi em đâu có nhận diện được. Thôi, bây giờ qua anh giới thiệu với ba nha. Ba ơi ba. À, sẵn hôm nay ba lên, ba thăm con sẽ giới thiệu con dâu tương lai cho ba biết luôn. Nha ba, Nga ơi. Ủa mới đây đâu rồi ta? Chơi năm mười, chơi. Nga ơi. Chơi trốn tiền, đây nè. Trời ơi. Nha. Em làm gì vậy? Không có. Ra mắt ba đi. Sao tự nhiên cái kèo này nó chua ở dưới vậy? Ủa, sao em làm gì? Bữa nay em lạ lắm mà nha. Không có, em nói nghe nè. Ba ở dưới quê lên đúng không? Vậy ba dưới quê lên là ba mệt lắm. Mệt. Ba khát nước lắm. À. Để em chạy ra ngoài đường em mua cho ba chai nước nha. Em đi mua chai nước cho ba. Em đi mua chai nước cho ba liền. Nga ơi. Ủa sao lạ vậy ta? Bữa nay Nga sao vậy? Ba. Ba thấy không? Trời ơi ba thấy con dâu của ba không? Con chọn đó. Dễ thương ghê không? Dễ thương dễ sợ. Dạ. Mắc cỡ đó, mắc cỡ gặp ba mắc cỡ đó. Dạ. Bây giờ vậy mắt cậu víu lưỡi hết trơn luôn. Dạ hiền lắm ba ơi, thấy vậy chứ hiền khô à. Ba ơi ba ngồi đây nha, để con vào trong con lo một số giấy tờ xong rồi con đưa ba về nha. Ba ngồi đây đợi con về, nha. Về sớm giờ nào tốt cho đó con ơi. Dạ. Ba đổ mồ hôi hết rồi. Lòng dưỡng khổ sâu, chớ buông lời trách hờn.
không. Mai đôi trời xa giáo tan tết như bèo mây. Nhìn nhìn nhau phút này thôi, ngàn ngào nhìn nhau, chứ ngàn ngào nhìn nhau, ngàn ngào nhìn nhau, xa cách vĩnh viễn từ đây. Tâm ơi từng bước chân xa như đôi trời vĩnh biệt, tâm ra đi gọi sầu mưa tuyết nghe trở lại phòng the nghe chớ là xuống luôn đi xuống luôn tâm hồn vậy đó. Anh đang làm việc tự nhiên em kêu tâm tâm có chuyện gì không? Đang hát giọng cổ, đang hát giọng cổ máu nhuận sân chùa. Hát giọng cổ trời ơi em cũng biết hát giọng cổ hả? Trời ơi anh nói em nghe nè, ba của anh á một cây đờn ca tài tử. Ba anh mê đờn ca tài tử? Đờn ca tài tử ở dưới Bạc Liêu là bạn chí cốt với ba anh không đó. Vậy hả? Ừ. Vậy là có điểm chung rồi. Có điểm em chung. Cũng mê đờn ca tài tử. Nhưng mà đờn ca tài tử chê em. Sao vậy? Em với đờn ca tài tử không bao giờ đi chung đường được anh ơi. Ai tới trước nghỉ trước hả? Em là thánh tâm hơi đó. Không sao, học từ từ rồi cũng biết thôi mà. Không được anh. Ba anh mê lắm. Không được anh ơi. Mê lắm. Ôi mê giọng cổ. Trời. Mê giọng cổ. Nói cái gì nói trời ơi đừng chạm tên tộc tôi trong đó nha. Tôi kỹ ba quý tên giọng cổ. Cái gì? Ba ra là ba mẹ đặt cái tên giọng cổ cho nên là đừng có gọi tên cúng cơm của ba. Ba nghe ba giận đó. Hèn chi mới gặp mà kêu tên cha chồng rồi. Bây giờ anh ơi em nói anh nghe nè. Em với ba lúc nãy có một chút hiểu lầm. Cái lúc mà ba vô đây nè, ba có cầm theo một cái sắp giấy này nè. Cái ba nói em mà công chứng nha ba. Em nói dạ không bác ơi, nói vậy đó cái ba giận rồi. Trời ơi ba sao mà Nga nói để làm giấy tờ cho ba dễ thương vậy mà tự nhiên ba giận Nga. Chơi ăn gian tự nhiên rồi đầu đuôi câu chuyện mà không kể khúc giữa. Ủa kể cái khúc giữa nó mới hấp dẫn chứ em. Dạ ba nói có cái khúc giữa nữa. Khúc giữa anh đừng nghe. Thôi anh muốn nghe à? Tại vì ba nói cái khúc giữa nó hay lắm cho nên anh muốn nghe anh mới hiểu chứ. Bây giờ anh cần nghe cái khúc giữa hả? Anh muốn nghe để anh hiểu nè. Cái khúc giữa sao? Dạ vậy để em kể anh nghe. Kể anh nghe coi. Dạ. Cái khúc giữa. Cái khúc giữa. Khúc giữa đó. Nó gì nè. Bác ơi trời đất ơi, con đã nhịn bác rồi. Con đã nói với bác là phải đi về quê xin xác nhận địa phương con mới giải quyết cho bác được. Sáng tới giờ 30 phút chưa làm được cái chuyện gì hết trơn do bác hết trơn. Bác về đi. Đó vậy đó, đó, đó. Khúc giữa. Cái khúc giữa con thấy hấp dẫn không? Ăn tiền cái chỗ khúc giữa này nè. Khúc giữa. Không biết sao tự nhiên khúc giữa vậy. Ba ơi ba. Khúc giữa. Vợ sắp cưới của con á, nó trẻ lòng non dạ lắm, dễ bị bức xúc lắm ba. Ba với Nga có chuyện gì ba cũng phải bỏ lỗi cho Nga nha ba. Nghe ba, ba bỏ lỗi cho Nga nha ba. Sư phụ. Ủa? Sư phụ ơi, 20 năm trời công lao dày vô, con đã một phút lỡ lầm không biết nói sao. Ba ơi, cái này là máu nhuộm sân chùa. Lộn, ba lộn tuồng, ba lộn tuồng. Cái này mới là chính thức nè, cái này mới là chính thức nè. Bà ơi, thấm thoát mà đã 20 năm trời, bà bỏ tôi ở lại một mình cô lầm. Lời nhắn nhủ văng vẳng bên tai, ông à, nếu ông có thương tôi thì ông hãy thay tôi mà chăm sóc cho con. Rồi bà nhắm mắt
đi liền, bỏ lại một mình tôi. Bao sóng gió trong đời, khi tuổi xuân còn chưa kịp trôi qua, tôi đã là gà trong nuôi con, chắc chiều từng phút từng giờ. Một mình sống cùng con. Bà, giờ đây tóc đã hai màu, mừng vui khi con có ý chung nhân. Nhưng hỡi ơi thì đã gặp rồi, thầy tôi đây muốn theo bà xuống dưới luôn. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, con bất hiếu không biết mình làm gì nên thôi. Nhưng xin ba hãy thương con như thời còn thơ bé, mà dạy dỗ cho con được khôn lớn nên người. Ba thì ba là lời ba dạy bảo, như ngày nào ba dạy con thơ. Đánh con rồi ba có ôm con, vì con đau một ba ngàn lần đau đớn. Ba sợ con rồi ba sẽ có lỗi với người vợ mà ba yêu thương nhất trên đời. Ba, tâm con. Ba ơi, ba. Tâm con ơi. Ba ơi, làm con nhớ má con quá. Ủa ba, sao tự nhiên ba hát, ê quên, ba khóc với con tự nhiên cái ba ngưng ngang vậy ba? Ba mất cảm xúc rồi con. Ba đang rơi lệ con thấy không? Nước mắt của ba đang lưng tròng. Mà sao ba? Mà con dâu của ba nó đưa cái nồi dẻ này cho ba chấm. Trời ơi, trời ơi, đấm nước mắt là sao? Trời ơi, cái cảm xúc nó tuột hết trơn hết rồi. Không có, em thấy ba khóc em rối quá, em đưa chứ em không biết, không biết. Ba ơi, vợ của con trẻ lòng non dạ nữa ba. Thấy ba khóc cho nên là vợ con nó rối, cho nên là ba bỏ lỗi cho vợ con nha ba. Dạ. Bởi thương con khéo chọn, dâu hiền đâu không thấy, mà thấy một người ra dáng quay hùng. Hông hách hoàng liều đi ăn hiếp ông mà già. Ba từ từ để em bắt tông đó. Ba cho con được phân bài đầu đuôi chuyện xảy ra. Khi bác bước vào, nhạc khúc tưng bừng, lòng con bái bồng. Còn tôi đây tay tay bởi nó giới thiệu với tôi, và sẽ có nàng dâu ôi quá tuyệt vời. Ba ơi, ba, con nói ba nghe nè, ba thương con mà ba bỏ lỗi cho vợ của con. Dạ. Còn trẻ người non dạ, dạ, vợ con sám hối nãy giờ rồi đó ba. Ba bỏ lỗi cho con rồi, mẹ con có bỏ lỗi cho ba không? Ba sẽ có lỗi mẹ con. Bà ơi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Trời ơi, dạt dào tăng 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 tăng, tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn rì rào. Bác ơi, tôi nói cho cô biết,
Vợ tôi mất 20 năm nay rồi. Tôi là một cái người cha, gà trống nuôi con, cô biết không? Tội quá. Cô không có biết nịnh. Đúng ra phải là như vậy nè. Dạ. Tình cha ấm áp như dân thái dương, ngọt ngào êm đềm như nước trôi đầu. Bà ơi, bà nói tiếp là sao con? Bà quên rồi, bà quên. Dạ, thôi cũng thấy được cái tấm lòng của vợ con nãy giờ, nó cũng hiếu thảo lắm, nó cũng không có muốn cho ba buồn. Ba bỏ lỗi cho vợ chồng con đi. Bác lần sau không có tấm dám tái phạm vậy nữa đâu ba. Tại mà ba hồi lúc nãy á, bác bước vô đây, con không biết bác là ba của anh Tâm, cho nên con có cái lời lẽ, cái thái độ không có đúng chuẩn mực, con xin lỗi bác. Nhưng mà trong chuyện này cũng có một phần lỗi bác nữa. Con thấy chưa, thấy không, đổ lỗi cho ba nữa, thấy chưa, nói ba có lỗi nữa. Thôi lỗi của ba. Không, không bác ơi, con xin lỗi. Ý của con là có một phần là do lúc bác vô đó, rồi bác nhảy nhót này nọ, con nhìn bác con quơ quế quơ quơ. Thì tại thấy hai đứa nhảy tôi đây, tôi ngứa tay ngứa chân, tôi cũng nhảy rồi chơi, tôi cũng bắt nhịp đâu chứ. Dạ, dạ thôi bỏ lỗi cho vợ con nha ba. Nhưng mà tôi nói cho nè, tôi nói cho nè là cô biết nha, cái chuyện này đó tôi chỉ dẫn một thôi. Cái này là mới quan trọng, là tại sao cô là cái người có chồng sắp trời rồi. Ơi Nga cô ơi, lại ôm người này người kia, Nga. Cô âu yếm làm. Cô là ôm ấp, cô tỏ vẻ thân thiện là sao? Đây 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 đây, cái người này đây nè. Ủa có chuyện cô giải thích cho tôi liền. Là bác nghĩ con với cái anh này hả? Trời, gì vậy? Bác nghĩ con với con mèo nữa. Trời dưới. Bác ơi, gì vậy? Bác hiểu lầm rồi. Gì đây? Mèo này không phải ru con. Gì? Mèo này không phải ru con. Phải ru con. Thôi thấy ghê quá ha, thấy ghê quá ha. Giờ mới biết. Bởi vậy sợ. Hiểu rồi ha. Ghét ấy. Nãy giờ không nói dấu gì tôi hiểu lầm. Mặt ghét. Vậy chứ ru con là ru gì? Ru con. Ru con là bác. Trời ơi, cho quỷ sứ à. Ghét dễ sợ. Tâm ơi Tâm, ba lớn tuổi ba già rồi mà. Ba còn duyên lắm hả Tâm? Chắc kỳ này ba chuyển giới. Dạ, đó là nhân duyên của con. Ừ. Không lẽ mốt con kêu nó kế mẫu. Trời ơi, trời ơi. Dạ, con đùa với ba thôi. Xúi dậy. Ba ơi, bây giờ bỏ qua cái chuyện không vui sáng giờ. Rồi. Bây giờ nè, vợ chồng con đưa ba về, sẵn nấu cho ba một nồi canh chua, ba thích ăn đúng không? Bồn bồn phải không? Bồn, dạ. Canh chua bồn bồn nha. Dạ, đúng rồi. Cái củ năng gì đó nha. Dạ, rồi. Mấy cái đó, cha chấm với mà hột vịt luộc đó, bằm nước mắm. Khoan. Từ từ. Đi ba, về ba. Không, trước khi đi làm ơn ký giùm tôi cái giấy này coi. À dạ đúng rồi, hồi sáng ba có nhờ em công chứng. Thôi ký luôn đi ba. Ủa mà ba, cái này ký cái gì mà ba không cho con hay? Ba không có nói dấu về con. Cái ước nguyện trong đời của ba, sau khi con nên bề gia thất, dạ, ba sẽ trao hết cái tài sản mà từ bấy lâu nay ba dành dụm để hết lại cho con. Trời ơi, ba trao tài sản cho con. Sao? Yeah. Ủa, gì nữa? Nhưng mà ba ơi, ở nhà con là con một. Ba mất thì con cũng thừa hưởng vậy. Ba ký trao tài sản cho con chi vậy? Rồi lỡ rồi mai mốt rồi cái cô này cũng này kia và tranh chấp và giành giật chứ con. Trời ơi. Nè, có rồi đó nha con. Có cái vụ tranh chấp xảy ra rồi đó nha con. Cho nên bây giờ ba không có dám hứa miệng. Nói cái gì nói phải có công chứng đàng hoàng nghe không con? Chứ để thôi nó sùm bổng tội, nó không có tốt con ơi. Ba cũng theo dõi tin tức quá ha. Yeah. Dạ, thôi bây giờ về ba. Chưa. Nhưng mà hai đứa phải hứa với ba nha. Ủa dạ, hứa gì vậy ba? Phải làm sao mà hai đứa phải làm sao tạo ra nguyên một cái đội xanh cho ba, nguyên một cái đội đờn ca tài tử cải lương, ba mới trao tài sản cho con. Dạ tuân lệnh ba. Dạ con hứa với ba. Nữa tới gu nãy đứng ngoài nghe hết. Nghe cái gì? Công chứng cho tụi nhỏ rồi. Rồi sao? Chuyện của mình, chuyện nào công chứng? Trời ơi! Thôi đi quỷ sứ. Đi ra chào bà. Okay.
thương em như bác nông phu thương cánh đồng ôm lúa xanh. Em thương anh như vườn khoai sắn thương luôn cày đất thum lầm. Đôi ta thương nhau từ ngàn kiếp trước thương mấy còn muôn kiếp sau. Mưa nắng bên nhau như chim liên cánh sớm chiều đôi đầu xanh đời chung ý chung tình. Ơi đắp xây duyên mình anh dài dầu đời ruộng sâu. Tình người con gái chẳng dường dâu. Cuộc tình trong trắng đẹp như lúa vàng, như ánh trăng rằm soi mùa đẻ tình thôn trang. Đường mòn thôn xóm bờ tre khóm dừa, cây đa bên nữa kia là tình lạ thơ. Sức trai anh thương em chân bùn tay lắm trên luôn mà dưới mưa dày. Ta thương nhau bên tình này ta biết em sức cần lao đắm say. Sương gió không phải quê hương còn đây, nước trời mây còn đây, tình ta vẫn sum vầy. Anh nói yêu em mà sao trong đôi mắt anh còn vương đong nét cứ tư buồn ba, có phải chăng chỉ vì em là một cô gái hằng di mộc mạc trong manh áo thật tình chiếc áo hàng gì. Áo em nghèo vết bằng tư tầm xứ sở, sờn cổ rách dai da bằng chỉ quê hương. Chỉ như anh có thương được thì thương, chứ đừng khinh bạc mà tội lòng người con. Thật như mặt trăng đang sáng ngời trên biển Bắc. Nếu ai đổi thay lòng dạ thì sẽ như dần trăng kia lặn mất ở non đồ. Anh thề quyết sẽ thương em trọn kiếp trọn đời. Anh nhớ giữ những lời anh nói đó, để sau này đừng làm khổ người ta. Áo anh sức chỉ đường ta, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chỉ đã lâu, em đừng nghĩ ngại để sau. We'll be right back.
dài dầu đời ruộng sâu. Hoa ơi biết bao là tình người con gái chăng dường dâu. Cuộc tình trong trắng đẹp như lúa vàng, như ánh trăng rằm soi mùa lẻ tình thôn trang. Đường mòn thôn xóm bờ tre khóm dừa, cây đa bên nữa kia là tình lạ thơ. Em thương anh trưa nắng đôi vai đen thắm mồ hôi sức trai. Anh thương em chân buồn tay lắm trên luôn mà dưới mưa dày. Ta thương nhau bên tình này ta biết đem sức cần lao đắm say. Sương gió không phải quê hương còn đây, nước trời mây còn đây, tình ta vẫn sức. Tình yêu mộc mạc đơn sơ của chúng ta như mùi hoa cao, như trầu xanh lá, trầu mấy lá cày cao bao nhiêu trái là bấy nhiêu tình. Chung cảnh ngàn vi mình đã biết phận mình, tâm nước phù sa tóc phơi ruộng nắng, con kinh đào rời đạt sát bèo trôi. Em vớt bèo nuôi cá ở trong ao và nuôi dưỡng mối tình nghèo nhỏ nhỏ. Anh thương em trong mối tình quê hương đó và mong sao ai đưa sớm nên vợ nên chồng. Thương em mấy núi cùng treo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Trăng lên có lúc trăng tà, xin đừng phủ rẫy người ta sau đây. Ta hẹn cắm sào đời yên vui bên quê. Ở bàn mình nơi thân tha phương ghé qua, mến tình quê hương ta chung nhau mái nhà. Về đây ta cắm khấn ruộng lên ruộng ấm lòng, mẹ yêu thương thương lòng. Dòng cừu lòng trên quê hương thương chớ cha, dòng cừu lòng qua gian nan vẫn chung tình. Cửu Long
dần trắng lung linh dằn dặt, nên em giữ tình mối lương duyên đến suốt đời bền chặt. Khi ta đã trao trọn yêu thương tình son sắt chung thề, em luôn vẹn thủy tròn chung như dòng cửu long đang mừng đón anh về. Đời yên anh bên quê được cần kề năm tháng, vui cùng ruộng đồng bầu vang đơn ca. Em hát anh hò giọng trầm bồng thiết tha, ở bạn mình ơi về đây ta hẹn ước. Về miền Tây miệt vườn sông nước, là về với yêu thương sao trước mặn nồng. Về đây thăm cửu long quê mình, đượm tình tha thiết yêu dòng sông xanh biếc mênh mông. Hề nguyện trăm năm bên người thương mãi không xa rời. Ngàn lời anh hứa em tin tròn đời hương lứa, chan chứa lòng son bền lâu luôn khắc sâu tình thâm. Em ơi sau bao tháng đợi ngày, trong nay anh mới về thăm xứ sở, để được ấm miền Tây vào lòng cho thỏa niềm thương nhớ. Và thề ước cùng em mình muôn thuở bên mình. Anh luôn khắc sâu miền sông nước cửu long tình, nếu đã dèn niềm tin mái gia đình hạnh phúc thì mình hai đồng lòng chăm chút nghiêng anh. Đêm đồng bằng mát mát trăng thanh, ta bơi chiếc xuồng câu giữa yên lành thông thà. Đời giải dầu mà vui đâu ngại ngần vất vả, khi chồng vợ yêu thương từng tất giả chung tình. Mình cùng mình trao nhau bao ước ao ngột ngào tương lai, ngày mai đắm say duyên lành ta luôn dành tình chân thành muôn kiếp. Tình vợ chồng trăm năm như ánh trăng đêm rằm sáng soi, hạnh phúc lứa đôi mãi dung bồi muôn thuở, cho duyên nở bền lòng mình luôn ở bên mình. Anh yêu lắm cửu long tình, nên vẹn gìn đầy ắp giữa tim mình em ơi. Phu thế thế chẳng xa rời, tình mang nồng hương lửa đến suốt đời sắc son. Cứu lòng nghe thân thương biết mấy chỗ
Xin được cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục ca cảnh vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, để kế thừa, bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương, một bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, thì chúng ta cần sự chung tay góp sức của rất nhiều những ngành nghề, rất nhiều đến từ tất cả quý vị khán giả, để chúng ta luôn gìn giữ giá trị đặc sắc đó. Và chúng ta đang ở trên cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Tây Nam Bộ. Và rất ấm lòng thưa quý vị, khi mà Bạc Liêu vẫn đang miệt mài để chung tay góp giữ gìn và phát huy một di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Kính thưa quý vị, và Huỳnh Giao cũng rất hiếu kỳ, không biết khán giả Bạc Liêu nghĩ gì về vọng cổ, về cải lương, về chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc và chung vào vọng cổ, cho nên đã xuống tận hàng ghế khán giả để tìm một vị khán giả có thể giúp Huỳnh Giao giải đáp thắc mắc này. Xin chào anh có thể giới thiệu một chút về mình cho khán giả được biết không ạ? Vâng, là nói đầu tiên tôi cũng là người con của Bạc Liêu, xin đại diện bà con của Bạc Liêu xin gửi lời cảm ơn đến đài truyền hình HTV của thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ của Sài Gòn Băng và lãnh đạo của Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu đã đồng hành và cho một buổi sự kiện quan trọng mang nhiều hạnh phúc hưởng thụ về văn hóa. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa anh có thể giới thiệu tên và anh đang công tác ở đâu ạ? Vâng, tôi xin màn phép tự giới thiệu về mình. Tôi xin tôi Hiền. Tôi hiện tại đang công tác tại công ty cà phê Trung Hiền. Tôi là một người con sinh ra tại quê hương Bạc Liêu. Trong mình lúc nào cũng có một cái máu nghệ sĩ yêu văn nghệ cải lương. Anh yêu cải lương, vậy thì khi mà nhắc đến tên của một nghệ sĩ hay là một tác giả cải lương thì anh nhớ đến tên ai ạ? Qua rất là nhiều miền Tây thì đặc biệt là Minh Dương, Lệ Thủy, Minh Phụng, Thanh Nga hoặc là Bạch Tuyết. Tác giả thì ở quê hương tôi thì có Bác Sáu Lầu và đặc biệt là nhạc sĩ Trọng Nguyễn. Vậy thì anh có biết một nghệ sĩ cải lương nào quê ở Bạc Liêu đã từng đạt các cái danh hiệu của cuộc thi chung vào vọng cổ không ạ? Vâng, tôi cũng mặc dù là kinh doanh nhưng mà cũng theo dõi những cái buổi của chương trình của Đài Thành phố Hồ Chí Minh phát. Thì ở quê hương tôi thì có một nghệ sĩ rất là ưu tú và dễ thương, đó là nghệ sĩ Ngọc Đời. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời đã được giải huy chương vàng năm 2007. Vâng, và chắc là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời cũng rất là vui khi có một khán giả dõi theo và nhớ cả năm cô đạt danh hiệu chương vào vọng cổ. Lúc nãy Huỳnh Giao nghe anh nói là anh cũng yêu cải lương, vậy thì anh có biết hát vọng cổ không ạ? Vâng, cũng xin tôi biết. Vậy thì ngày hôm nay anh có thể hát một câu vọng cổ để tặng cho tất cả mọi người được không anh? Dân trân trọng xin gửi đến tất cả bà con một câu vọng cổ của cố nhạc sĩ Viễn Châu mà Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà. Xin bà con lắng nghe. Vô luôn. Trời ơi, bởi sắc ơi như chiến trường đóng thò tiền, gần gió Đông Sơn đã vùi thấy trong gió bụi quang hà. Bạn tình ơi, đừng ngoài công mòn mỗi đợi chờ, hãy gọi tên ta trong những chiều đông giá lạnh, khi cánh nhạn bay về cùi nẻo trời xa. Vâng, xin trân trọng, cảm ơn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn anh Hiền đã giao lưu cùng với chương trình. Chúc anh và gia đình gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Vâng, trân trọng, cảm ơn em. Thank you. Trân trọng. Xin được cảm ơn phần kết nối vừa rồi đến từ người bạn dẫn Huỳnh Giao. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng cải lương, vọng cổ chính là hơi thở của mỗi người con đất phương Nam. Và đó cũng chính là tiếng lòng của chúng ta, là tiếng vọng của bài Hoài Lang từ trăm năm cho đến tận mai này. Chưa áo trắng sầu muộn.
liêu mùi mặn gừng cay. Cây bên xưa còn đây, qua bao tháng năm chờ mong, chờ người về đôi lứa bên nhau. Giá cổ buồn quay quắt đêm đâu, tình ta lỡ nhịp theo cung đàn quay lắm. Vắng vắng đêm khuya, giọng tiếng đờn rau nhặt khoang trầm bông. Tiếng quắt kêu thương não nùng quậy băng, như tiếng lòng tôi thổn thức giữa đêm sâu. Đợi chồng khắc khoải, thương nhớ năm trường rồi quá đáng dòng phố. Đã bao mùa anh chưa về lại Bạc Liêu, mày la liêu xiêu liêu hát bữa cơm chiều. Bóng lục bình rơm rớm lẫn lờ trôi bên nước dòng sông. Trời xa hỏi người ta
giống cô. Cao văn lầu ai cũng nhớ tên, gành hào sông nước mênh mang, đến chùa xiêm cán chắp tay nguyện cầu. Về nhà công tử Bạc Liêu, đốt tiền luộc trứng nhớ thời giàu sang. Mê bài giả cổ hoài lang, đờn ca tài tử, đờn ca tài tử, tình người Bạc Liêu. Ai xuống Bạc Liêu, ai xuống Bạc Liêu, thăm Phước Long Vinh Lợi, thăm Phước Long Vinh Lợi. Nghe chuyện ngày xưa có cô bà trà, đẹp người đẹp nết hát bạch si mê. Đem tiền thăm cưới, đem tiền thăm cưới, giang lưng miền Tây, giang lưng miền Tây. Ai xuống Bạc Liêu, ai xuống Bạc Liêu, thăm vườn chim nhãn cổ, thăm vườn chim nhãn cổ. Nhảy điệu ôm bo say đắm lòng người, trên tràm bát ngát đón người phương xa. Nghe họ Bạc Liêu, nghe họ Bạc Liêu, tình người phương Nam. Bạc Liêu luôn thao thức trong anh, vào những hoàng hôn văng vẳng bài ca giọng cô. Từng cung bậc thanh âm như thô lỗ, cùng ai những tình cảm chân thương.